Không thích loại nhạc nào Olivia? Tớ nghĩ mấy bài đang phát hay đi chứ. Là cậu thích thôi. Chứ tớ đang chán muốn xỉu luôn rồi đó. Ê, đằng kia có cái gì vậy ta? Hình như là một cái vòng quay. Mày khoe tớ xem sao đi. Tụi mình có nên xoay không ta? Tớ xoay trước nhé. Bắt đầu nè. Tớ nghĩ đó là một trò cần dùng bút đó. Cậu có thể bắt chước thứ tớ đang vẽ chứ? Thấy giống chữ em mà bị kéo dài ra ấy nhỉ? Chà, thú vị đấy chứ. Gì chứ, cậu có chắc đó là thứ cậu cảm nhận thấy không? Để xem cậu có đoán ra không nha. Chà, mình vẽ theo hơi bị chuẩn luôn. Cứ như thể với mỗi nét mà Claire vẽ thì Olivia lại thể hiện một phiên bản ngược lại đầy kỳ lạ. Cậu làm gì mà vẽ lên tận đó vậy? Chú não của cậu làm gì ở trên đó vậy hả? Chà, xin lỗi cậu nha, xem thử xem cậu vẽ được cái này không nè. Cảm nhận được cái gì không gái? Ý, cô bạn mình vẽ nét đó gần giống nhất rồi đó. Sẵn sàng so sánh chưa? Chà, cứ như Picasso vẽ chuột cún của tớ vậy. Tớ thề là tớ chẳng nhận ra cậu vẽ cái gì luôn. Mình chẳng ngờ là tờ giấy này lại mỏng thế. Mình tớ thấy tự nhiên thế lạnh lạnh hả ta? Mang cái này đi thế thì tốt hơn á. Tớ mở trước nhá. Mở đấy. Bút dạ hả? Wow. Mở nhanh đi bạn Hiền. Ai chả, cái này trông hay thật đó nha. Thôi đi, tớ có ý này hay hơn nhiều luôn. Ê, nhìn kìa, ai thả chú thỏ sinh ra vậy? Ồ, cậu làm hay thế. Cẩn thận con sói này, bé thỏ sinh ơi. À! Và bây giờ là màn trình diễn đỉnh nhất của tớ. Xịn thật sự, cậu tài thật đấy bạn mình. Yuhu, này tớ bảo. Tôi chỉ được nói chuyện với bàn tay thôi. Cơ mà đợi đã, mình có ý này còn đỉnh hơn nhiều. Giờ mắt đã nhìn được bình thường rồi, thì mình có thể vẽ rối bóng lên giấy. Tớ chỉ cần hí hoáy một chút trên giấy thôi. Mọi người biết tớ đang vẽ gì chưa nào? Đương nhiên là anh bạn thân nhất của con người rồi. Giờ chúng ta chỉ cần tô màu cho chú chó con này nữa thôi. Ồ, đây là bức tranh đẹp nhất của mình từ trước tới nay luôn. Cậu ấy không định dừng lại à? Cúp điện rồi hay sao vậy? Nhìn này, tranh lấy cảm hứng từ rối bàn tay đó. Thông minh thế, sao mà mình không nghĩ ra nhở? Cậu sẽ thích trò này cho xem. Xinh nhỉ, là một con thỏ đó. Hay đó nha. Tớ còn vẽ cả hươu cao cổ nữa. Thêm vài ngón tay là ngon lành. Cho cậu tấm này đấy. Cảm ơn nhé. Lại nữa. May mà mình có mang theo bỏng ngô. Đỉnh đó. Đầu tiên trong thử thách vẽ của chúng ta. Chúng em thích mèo lắm. Chúng quá ư là đáng yêu. Các nàng, chúng ta đang vẽ nhớ chứ? Mình có nên vẽ mèo mướp không ta? Ngồi yên nhanh bạn nhỏ. Cái này có chính xác không vậy? Đúng ý mình đây. Mình muốn các tỷ lệ phải chuẩn. Vẫn chưa chuẩn là sao? Cái này chắc được nè. Chỉ cần một nhúm lông. May mà mình có đeo kính đấy. Để xem các phép tính toán nào. Phải, đúng như mình nghĩ. Ê, đi đang làm cái gì vậy trời? Kết quả đây rồi. Thiệt như mình vẫn nghi ngờ. Không khoa học nữa, đã đến lúc nghệ sĩ ra tay.
hết giờ rồi sao? Cho chúng ta xem em có gì nào. Đừng ngại mà. Đẹp lắm Madison. Cậu mới đẹp thế. Tớ sẽ chỉ cậu cách làm nhé. Bắt đầu với từ cat. Sau đó vẽ thêm từ các chữ cái. Cậu có thể thêm các chi tiết sặc sỡ nữa. Đừng quên khuôn mặt nhỏ của bé mèo. Và các giọt cũng xinh nữa. Trông chúng khá giống nhau đấy chứ. Wow, xem kìa, Bella đang rất tập trung. Khi đang vẽ tranh tĩnh vật, bạn phải thật sự tập trung và chú ý đến từng chi tiết nhỏ nhất. Oh yeah, bức tranh này mà treo ở tủ lạnh thì chắc chắn là rất hợp. Dùng để đăng status cũng chuẩn luôn. Chà, có lẽ bức tranh này cũng sẽ rất đẹp, cho dù mình không vẽ nó thật giống. Nghĩ lại thì, có thể bức vẽ lần này sẽ đóng vai trò thử nghiệm thôi. Vâng, chúng ta sẽ tạm quăng nó sang một bên. Ôi không Bella, hộp màu của cậu. Ôi trời, mình phải biết là điều này sẽ xảy ra chứ nhỉ. Thôi nào, khô nhanh đi. Này, nếu dùng ống hút thì sao nhỉ? Có thể là nếu mình thổi, nó sẽ khô. Ồ, hãy xem các vết màu kia kìa. Thật ấn tượng. Có phải là mình vừa tạo ra một bức tranh hoàn hảo không? Và có lẽ mình nên vẽ những bông hoa với bông ngoáy tai. Nếu dùng bông ngoáy tai để chấm các điểm màu lên cành cây, bạn sẽ có được các bông hoa rất tự nhiên. Nhưng lưu ý rằng, nó sẽ tốn thời gian đấy, vậy nên hãy hết sức kiên nhẫn nhé. Wow, ai mà biết được, chỉ cần các thao tác đơn giản là có thể vẽ được một tuyệt tác. Đẹp tuyệt vời Bella. Chà, chắc là mình không cần thứ này nữa đâu. Mình có phải là thiên tài không nhỉ? Tiếp theo là gì ta? Một cục Rubik đó. Cái này hơi căng đó. Một cây thước và một cây bút chì sao? Tớ biết rồi. Mình sẽ dùng thước để kẻ một đống đường thẳng. Mấy góc này sẽ làm tranh của mình biến thành hình 3D đó. Nick đang làm gì vậy ta? Làm sao mà xịn thế nhở? Chỉ cần xoay giấy thôi hả? Phức tạp hơn cậu nghĩ nhiều đó nha. Đổ bóng đúng thì hình sẽ sống động lắm đó. Thấy không nào? Dùng bút chì để thêm tí tương phản nè. Sắp xong rồi. Tiếp theo là một chút đổ bóng nhạt màu xịn sò. Khó thấy lắm đó. Đổ bóng thế này để hình nổi lên đó. Chuẩn chỉnh rồi. Sao mà cậu ấy làm hay vậy ta? Nó nhảy ra khỏi tờ giấy luôn kìa. Đỉnh của chóp luôn. Chiêm ngưỡng nè. Đấy. Bút chì tới đây. Tớ cũng muốn thử nữa. Xem này. Cái gì vậy ta? Nó di chuyển đó ạ. Wow. Vẽ tốt lắm Nick. Cứ như thể mấy cái này đang bay vào mặt mình ấy. Lại gần hết nào. Nhìn này. Coi cậu ấy hâm hâm kìa. Ha. Quan sát những màu sắc bay bổng này đi bà con. Đã trắng mặt chứ thế. Một cú xoay nữa này. Và hoàn thành. Ôi toang rồi. Hả? Mặt cô có gì à? Cứ như là trang điểm kiểu trừu tượng ấy. Cô chưa bao giờ nhìn thấy mẫu trang điểm nào như vậy hết.